Bây giờ mà em lấy trái tao biết được mối nào là mối quán nào là gì. Cái lúc bán xong rồi lại mới gọi điện gì là sao? Ở chị là cứ lên tàu một cái trái nến là tóc Huế. Cứ lên. Là mấy giờ bọn em gọi cho chị được hay là phải buổi trước vậy mới gọi? Ví dụ như mà đấy chị dặn cho, ví dụ gọi gì bây giờ lấy số bác Hoa, cho số bác Hoa rồi bác ấy lúc nào bác ấy dưới đây, lúc nào cũng có mặt dưới đây, có hàng gọi điện à, Thịnh ơi hôm nay trái này 18 mày có lấy không? Ờ à, lấy hả? Trên thuyền ăn cá dưới bè. Ừ, ăn cá trên, ăn cá dưới. Ăn cá trong, ăn cá ngoài. Tinh thần là phái. Mày ngồi đây nhá, tao chạy xuống kia. Mày chỉ lấy mày, mày đánh đầu đây, mày đánh đầu đây, tao nói đầu kia. Mà nhọc lắm thèm, cứ giữa vài tạ thuyền. Một thuyền là cá sống cá chết, cứ tạ hơn tạ kém làm. Có ba người làm thôi mà. Hai chính thức là có hai người làm, một người bán hết rồi. Nên là làm nhọc lắm. Hàng này thì... Bác! Đâu xuống à? Bà. Dạ. Bà. Bà có lộc bố chưa? Có mẹ, mẹ. Đây là đường quan thăng nhẫn không được à? Là đường quan thăng nhẫn là không được à? Đây là đường quan thăng nhẫn là không được à? Đây là đường quan thăng nhẫn là không được à? Đây là đây thì em chạy cho ngày em đi. Hả? Em chạy cho ngày em à. Em ở ngoài kia, em đâu đây? Em mấy bác ở ngoài kia kìa. Bắn lắm, tao bắn lắm. Thì lâu lâu tao mới gặp thôi. Trời ơi. Các con yếu, trời ơi. Đây nó nước gì? Chân lòng. Đúng. À, nước tôm à. Vâng, vâng, vâng. Con người bố bước tôi ngày xong trần lòng luôn. Tiện. Nhà này là anh Khanh nữa. Đây hiện tại là nhà anh Khanh. Sắp tới sẽ không phải là nhà anh Khanh nữa. Đâu, đang còn một cái. Thôi, luộc không có đóng nữa. Nó chưa làm được số, nên là nó chưa động nó. Nó vẫn vẫn cái môi muốn được mà. Hai môi kẹp kẹp là nó ra hết mà. Đầu mà cắt vào đầu nách như đây. Đúng à. Cắt cái phòng đây là để thẳng vậy chứ. Cắt cái phòng này này. Ừ. Cái đầu cũng đã hết rồi đúng không? Hả? Một nửa đúng không? Một nửa thôi không đúng. Nói chung là đang còn 5m, 4m9. Mất nhà vệ sinh. Ừ, tất cả nhà vệ sinh. Ôi, chạy ghế nhầm chứ. Ta mời. Ta mời á mắt. Trời này có lạnh cục cái lô đích này có mời chứ. Trời này nhất là cái mày loại nước lạnh là ai dùng vào xịt điện. Chị chị. Nó rú mới lại như ngay, kiểu trần lòng luôn. Ngày trước là mấy ông cứ gần bé ông này, bắt đầu thắt thành quần đi ra mà bé đi. Trời ơi, ốm rồi. Ốm chua ngô. Em hái ở ngoài. Em hái được rồi. Khóc luôn nè, chua khởi hẹo lắm. Đúng rồi, trời ơi, chua ngô, ốm rồi, trời ơi, chua ngô. Mẹ nó phải đừng phải đầu ngõ đấy. Đúng rồi, mẹ phải đầu ngõ với đâu chứ. Mẹ rồi. À, cái nồi nạm mà không nấm mà không nếm mà không biết được đấy nè. Em đi. Ừ, cái nếm thì mình đi. Ừ. Người đang chồng nó dậy sớm khi nại khi cũng vậy. Có hàng nó đi là có gì. Có cá đủ tôm bao nhiêu? Đây rồi, không đủ tôm. Ra trong lần trong trần kia luôn. Các bạn xem mà bây giờ anh nhỉ?
Bye.